mỗi năm ở nước ta ghi nhận 41.000 trẻ em chào đời bị mắc dị tật bẩm sinh, cứ 13 phút lại có một trẻ em bị dị tật được sinh ra. Chính vì thế, việc siêu âm phát hiện dị tật bẩm sinh thai nhi là một việc hết sức quan trọng. Nhận thức được vấn đề trên, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ tổ chức hội thảo tiền sản miễn phí với tên gọi Phát hiện dị tật bẩm sinh thai nhi qua siêu âm cho tất cả các mẹ bầu vào thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019. Đến với hội thảo, các mẹ bầu sẽ được thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thuấn, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nguyên trưởng khoa sản 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn, chia sẻ những kiến thức bổ ích, các mốc siêu âm thai đúng thời điểm, định kỳ để phát hiện sớm các dị tật thai nhi, để từ đó có biện pháp theo dõi và xử trí thích hợp. Ngoài ra, các mẹ bầu sẽ được huấn luyện viên yoga Trần Lan Anh, huy chương vàng vô địch thế giới, giám khảo Liên đoàn Yoga Châu Á, hướng dẫn các bài tập yoga an toàn cho mẹ, sức khỏe cho bé cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được xây dựng theo mô hình bệnh viện khách sạn cao cấp, không gian sang trọng, cơ sở vật chất hiện đại, cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh của khách hàng. Đặc biệt, khi tham gia hội thảo, các mẹ bầu sẽ nhận được ưu đãi lên tới 30% khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói tại sự kiện. Hãy nhanh tay đăng ký bằng cách comment, inbox hoặc gọi điện đến số điện thoại hotline 1900 1806.